Sau khi kỷ nguyên cuộc khủng long kết thúc, kích thước cơ thể của các loài thú có vú trong nhiều dòng dõi khác nhau ngày càng tăng lên khi chúng tận dụng các vùng đất rộng lớn và nguồn thực vật dồi dào do sự tuyệt chủng của các loài bò sát khổng lồ chết đi rồi phân hủy. Những loài thú có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại đã tiến hóa khoảng 40 triệu năm trước, tức là vào cuối thế Thủy Tân. Rồi chúng phát triển mạnh mẽ trong thế Tiệm Tân khoảng 23 triệu năm trước. Loài lớn nhất trong số đó là một loài tê giác không sừng, Enrichotherium, sống ở lục địa Á Âu, Eurasia, nặng khoảng 15 tấn và cao 5,5 mét tính từ vai. So sánh với loài voi châu Phi lớn nhất hiện nay, chúng nặng khoảng 6.046 kg và cao 4 mét cũng tính từ vai. Thật không may, thế Tiệm Tân chủ yếu là một giai đoạn thiếu hụt trong hồ sơ hóa thạch của các loài linh trưởng ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Điều này đặc biệt đúng với các hóa thạch bán hầu. Phần lớn những gì chúng ta biết về chúng đến từ các trầm tích Fayum ở Ai Cập, trong khi khu vực này ngày nay là một sa mạc và 31 triệu năm trước, nó từng là một khu rừng nhiệt đới nằm ở rìa của một cái hồ hoặc biển lớn. Khỉ đã tiến hóa trong thời kỳ đầu của thế Tiệm Tân hoặc có thể là vào cuối thế Thủy Tân. Tổ tiên của chúng rất có thể là các loài bán hầu, một số chi khỉ nguyên thủy đã được xác định, trong đó Apidium và Egyptopithecus là hai chi nổi tiếng nhất. Apidium có kích thước tương đương với một con sóc béo, nặng khoảng 0,9 đến 1,4 kg. Egyptopithecus có kích thước tương đương với một con chó nhỏ, nặng khoảng 5,9 đến 9,1 kg. So với các loài bán hầu, những loài khỉ này có ít răng hơn, mõm ít giống gáo hơn, bộ não lớn hơn và mắt ngày càng hướng về phía trước. Những đặc điểm giải phẫu này cho thấy rằng các loài khỉ nguyên thủy đang dần trở thành những loài sống trên cây trong rừng, hoạt động ban ngày và ăn trái cây cùng hạt. Và chính những loài khỉ này là những loài đầu tiên thuộc phân bộ Anthropoid, tổ tiên trực tiếp của khỉ hiện đại và con người, khỉ hình người. Những loài khỉ nhân hình đã tiến hóa từ các loài bán hầu trong thế Tiệm Tân, bằng chứng cho thấy vào khoảng 40 triệu năm trước, khỉ đã xuất hiện ở cả Tân Thế Giới, Nam Mỹ và Cựu Thế Giới, Châu Phi và Châu Á. Khỉ Tân Thế Giới còn được gọi là Plantirrhini, đề cập đến đặc điểm mũi rộng của chúng. Trong khi đó, khỉ Cựu Thế Giới được gọi là Catarrhini do có mũi hẹp và hướng xuống dưới. Vẫn còn khá nhiều điều chưa chắc chắn về nguồn gốc của khỉ Tân Thế Giới. Vào thời điểm Plantirrhini xuất hiện, các lục địa Nam Mỹ và Châu Phi đã tách rời nhau. Do đó, người ta cho rằng khỉ đã xuất hiện ở Cựu Thế Giới và đến Tân Thế Giới bằng cách trôi dạt trên những bè gỗ hoặc băng qua các cầu đất. Do sự cách ly sinh sản này, khỉ Tân Thế Giới và khỉ Cựu Thế Giới đã trải qua quá trình phân hóa thích nghi riêng biệt trong hàng triệu năm. Khỉ Tân Thế Giới đều là loài sống trên cây, arboreal, trong khi khỉ Cựu Thế Giới bao gồm cả loài sống trên cây và loài sống trên mặt đất. Thói quen sống trên cây của khỉ Tân Thế Giới được thể hiện qua đặc điểm có đuôi cầm nắm, prehensile, hoặc đuôi có khả năng bám giữ ở hầu hết các loài. Ngược lại, đuôi của khỉ Cựu Thế Giới không bao giờ có khả năng cầm nắm và thường bị thu nhỏ. Một số loài khỉ Cựu Thế Giới còn có các vết chai ở mông, những mảng da dày trên chỗ ngồi của chúng. Những họ hàng to xác. Trong số các loài linh trưởng thuộc thế Miocene, có những loài là tổ tiên của tất cả các loài vượn người và con người hiện đại. Đến khoảng 14 triệu năm trước, nhóm vượn người bao gồm tổ tiên của chúng ta dường như đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở rìa các vùng đồng cỏ savanna đang mở rộng ở Nam Âu. Những loài vượn này rất có thể thuộc chi Dryopithecus, một chi có ngoại hình tương tự với các loài vượn châu Phi hiện đại. Những loài vượn này tiến hóa chủ yếu trong khoảng thời gian ngắn khi có một đợt nóng lên toàn cầu, bắt đầu khoảng 15 triệu năm trước. Sự nóng lên này đã làm tan chảy một lượng băng đáng kể ở các cực, khiến mực nước biển dâng cao thêm từ khoảng 24 đến 40 mét. Vượn tay dài Gibbon, một loài sống chủ yếu trên cây, có kích thước nhỏ hơn so với các loài vượn lớn. Chúng có mức độ dị hình giới tính thấp, tức là sự khác biệt về kích thước giữa hai giới không rõ rệt. Mặc dù ở một số loài, con đực và con cái có sự khác biệt về màu sắc. Gibbon có cánh tay dài hơn tương đối so với cơ thể, được sử dụng để đu đưa qua các cành cây. Hai loài đời ươi có nguồn gốc từ các đảo khác nhau ở Indonesia, Borneo và Sumatra. Một loài đời ươi thứ ba, Pongo tapanuliensis,
được phát hiện vào năm 2017 tại rừng Bangtan Toru ở Sumatra. Đời gây chủ yếu sống trên cây và có lối sống đơn độc. Con đực lớn hơn con cái rất nhiều và có túi má và túi cổ khi trưởng thành. Khỉ đột Godzilla sống chủ yếu ở Trung Phi. Các quần thể khỉ đột phía đông và phía tây được công nhận là hai loài riêng biệt, Godzilla Beringae và Godzilla Godzilla. Khỉ đột có mức độ dị hình giới tính cao và con đực lớn gấp đôi con cái. Ở những con đực già, gọi là lưng bạc, silverback, lông trên lưng chuyển sang màu trắng hoặc xám. Tinh tinh là loài được coi là có quan hệ gần gũi nhất với con người. Tuy nhiên, loài có quan hệ gần nhất với tinh tinh là Bonobo. Bằng chứng di truyền cho thấy, dòng dõi của tinh tinh và con người đã tách ra cách đây khoảng 5 đến 7 triệu năm, trong khi dòng dõi của tinh tinh và Bonobo tách ra khoảng 2 triệu năm trước. Tinh tinh và Bonobo đều sống ở Trung Phi, nhưng hai loài này bị ngăn cách bởi sông Congo, một rào cản địa lý quan trọng. Bonobo có thân hình mảnh mai hơn tinh tinh, nhưng có chân dài hơn và lông trên đầu dày hơn. Ở tinh tinh, những mảng lông trắng ở cuối đuôi chỉ xuất hiện ở con non, trong khi Bonobo giữ mảng lông trắng này suốt đời. Bonobo cũng có giọng cao hơn tinh tinh, tinh tinh hung dữ hơn và đôi khi giết chết các loài động vật từ các nhóm khác. Trong khi Bonobo không được biết đến với hành vi này, cả tinh tinh và Bonobo đều là loài ăn tạp. Đời ươi và khỉ đột cũng có chế độ ăn bao gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau. Mặc dù thức ăn chính của đời ươi là trái cây, trong khi khỉ đột chủ yếu ăn lá cây. Tóm lại, linh trưởng là loài động vật xuất hiện tương đối muộn trên hành tinh của chúng ta. Những dấu vết có hóa thạch sớm nhất của chúng có niên đại từ 50 đến 55 triệu năm trước. Những loài bán hầu Prosimian đầu tiên này đã phát triển mạnh mẽ trong thế thủy tân. Thời điểm đó chưa có loài khỉ hay vượn nào để cạnh tranh với chúng. Đến khi chuyển tiếp sang thế tiệm tân, khỉ bắt đầu tiến hóa từ các loài bán hầu và trở thành nhóm linh trưởng chiếm ưu thế. Nhiều loài bán hầu có lẽ đã tuyệt chủng do sự cạnh tranh này. Đến thế trung tân, Miocene, vượn người đã tiến hóa từ khỉ và chiếm lĩnh nhiều môi trường sống mà trước đó khỉ đã thống trị. Vào cuối thế Miocene, dòng tiến hóa dẫn đến các loài hominin cuối cùng đã trở nên rõ ràng và dòng hominin này bao gồm cả tổ tiên trực tiếp của loài người. Và đó là câu chuyện đầu tiên về những sinh vật mà chúng ta gọi là khỉ. Từ những sinh vật bé chỉ bằng bàn chân chúng ta ngày nay, chúng đã đi lên tiến hóa để thích nghi với thế giới mới. Đây có phải đã là điểm dừng? Liệu chúng sẽ còn đi được bao xa nữa?